Seroth, thủ lĩnh của một nhóm siêu trộm có IQ làm marketing cực cao, bức tranh của Mona Lisa chỉ sau khi bị trộm đã được nâng giá lên 860 triệu đô. Nắm bắt được xu hướng này, anh ta chuyên đến các buổi đấu giá mang tầm cỡ, trà trộn làm doanh nhân rồi ra giá cao nhất, tranh giành với những người mua tranh khác để chuẩn bị kế hoạch marketing siêu đỉnh cao. Phía bên này, thanh tra Abby làm việc cho Interpol đang theo dõi rất sát sao phiên đấu giá. Ngay khi bức tranh được chốt bán cho người ra giá cao nhất là Seroth, bất ngờ xung quanh tắt đèn còi báo động hú inh ỏi, Abby nhận ra siêu trộm đã hành động nên lập tức điều đội xông vào. Trong khi đó, Seroth vẫn đang nhiệt tình hỏi mua bức tranh từ chủ sở hữu của nó, là một nghệ sĩ nổi tiếng và tài hoa có nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị. Do xung quanh khung cảnh đang náo loạn, Seroth giục chủ bức tranh lên tàu du thuyền rồi mới bắt đầu giao dịch. Abby lúc này vội vàng đuổi theo băng trộm nhưng mọi đoạn đường biển đều vướng chướng ngại vật, tay lái được điều khiển bởi siêu phượt thủ Camilla, cuối cùng Abby cũng đành để mất dấu mục tiêu. Nhóm trộm còn có Misun, hacker người châu Á và Magnus, chuyên gia phá kết. Ngoài ra còn một số thành viên khác đang nhận nhiệm vụ giải cứu bức tranh khác. Đến nơi an toàn, họ bắt đầu giao dịch với chủ nhân bức tranh. Anh chàng nghệ sĩ được chiêu đã ăn uống nghỉ dưỡng không khác gì khách VIP, cho đến khi bản mặt anh được bê lên chương trình thời sự. Anh ta mới biết mình đã bị nhóm trộm tranh này bắt cóc. Tuy nhiên, Seroth giải thích anh chỉ đang giải cứu tác phẩm nghệ thuật khỏi chủ nhân không xứng đáng thôi. Nhờ có Interpol và truyền thông miễn phí, giờ cả thế giới đều nghĩ anh chàng nghệ sĩ này bị bắt cóc. Họ lên mạng tra giá và phát hiện bức tranh do anh ta vẽ đã tăng vọt lên 89 triệu đô. Đây có thể gọi là đam mê làm marketing nhưng bị dòng đời xô đẩy phải đi làm trộm. Mặt khác, lúc này Denton, đồng bọn của họ đã bị Interpol bắt giữ. Seroth sớm nhận ra điều này rồi vội gửi cho Abby một hộp quà gồm những tấm ảnh chụp chung. Sau khi trở về, Abby được cấp trên thông báo một nhiệm vụ mới. Jordi, một trùm mafia sở hữu vô số các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, sắp tiến hành cuộc giao dịch vàng lớn nhất lịch sử. Bao lâu nay họ vẫn chưa bắt được lão nhưng giờ đã có nội gián tuồng thông tin ra. Lần này Interpol muốn dựa vào Seroth cùng hợp tác vào chiến dịch chống lại lão Jordi. Abby tìm đến gặp Seroth và đưa ra cho anh ấy thỏa thuận trộm vàng của Jordi. Nếu như anh đồng ý làm thì cả anh và những người còn lại trong đội sẽ được xóa sạch mọi tội trộm cắp từ trước đến nay. Dù biết không nên dây dưa đụng chạm đến Jordi nhưng anh vẫn bị Abby thuyết phục. Anh đưa cô ấy đến gặp đồng đội và mọi người bắt đầu tranh cãi cho rằng đây là cái bẫy. Nhưng Seroth cho rằng nếu từ chối thì cũng phải vào tù nên vụ này không thể không nhận. Họ thêm Oliver vào phi vụ và bắt đầu nghe thông tin từ Abby. 17 ngày nữa Jordi sẽ vận chuyển số vàng trị giá nửa tỷ đô. Toàn bộ số vàng đó được đóng vào một thùng vuông với tổng trọng lượng 10 tấn và vận chuyển từ xe tải lên máy bay. Nhiệm vụ của họ là phải làm nó biến mất khi nó từ xe tải đi đến đường băng. Cả nhóm họp và bắt đầu đưa ra phương án, đến thuê một chiếc máy bay dân dụng do NASA chế tạo. Chủ nhân chiếc máy bay vô tình khoe anh ta từng bay lậu trong vùng không phận Mỹ. Nữ thanh tra cho anh ta thấy huy hiệu cảnh sát của mình rồi dọa, nếu muốn yên ổn thì phải để họ lái máy bay mà không được ý kiến. Nếu không, việc bay lậu sẽ giúp hắn vào khám ngồi ăn cơm nhà nước. Sau khi trở về, mọi người tiếp tục bàn luận cần phải làm máy bay đó tàng hình trước radar. Tìm cách lại gần chiếc A380 mà Jordi dùng để vận chuyển vàng nhằm hoán đổi tín hiệu, sau đó phá kết sắt ở độ cao 9.000 mét. Tưởng chừng như mọi chuyện thuận lợi cho đến khi lúc đang nghiên cứu để chiếc máy bay vô hình trước GPS thì gặp phải khó khăn. Họ cần phải chế tạo một thiết bị điện tử viễn thông để chặn mọi tín hiệu GPS truyền phát từ máy bay A380 đến trạm kiểm soát không lưu. Nhưng xác suất để bật thiết bị PSID và bộ tiếp sóng vào cùng một thời điểm trên hai máy bay đều bay với vận tốc hơn 1.100 km/h gần như là bằng không. Nếu trạm kiểm soát không lưu đột nhiên nhìn thấy hai máy bay có cùng tín hiệu hoặc nếu chiếc A380 đột nhiên biến mất thì họ sẽ xong phim. Lúc này Abby nhớ rằng cô có quen biết một người làm việc tại trạm kiểm soát không lưu. Chắc chắn sự quen biết này có thể giúp ích cho họ lần này. Hành trình tuyển tổ đội diễn ra cũng khá suôn sẻ thì đột nhiên cấp trên của Abby hẹn gặp họ để thông báo một thông tin quan trọng. Nội gián của họ cài cắm vào tổ chức của Jordi đã bị sát hại, do đó hiện tại họ chỉ còn lại 10 ngày nữa để chuẩn bị vì ngân hàng sẽ tiến hành giao dịch sớm hơn dự định. Seroth cảm thấy quá gấp gáp, không đủ thời gian chuẩn bị, anh muốn rút khỏi nhiệm vụ này ngay và luôn. Tuy nhiên khi anh quay về bàn bạc lại với đồng đội cũng là lúc mọi người xem thấy tin khủng bố do tổ chức của Jordi gây ra. Trong sự kiện nghiêm trọng đó đã có 13 người mất mạng và dự kiến con số tử vong còn tăng lên nữa. Lão sẽ hy sinh bất cứ ai vì lợi nhuận của bản thân và vụ giao dịch vàng chỉ mới là khởi đầu. Lúc này nam chính thông báo anh muốn hủy kèo không làm nữa, nhưng vì muốn giữ lời hứa với nữ thanh tra nên anh yêu cầu các đồng đội của mình rút khỏi nhiệm vụ. Chỉ để một mình anh thực hiện phi vụ cướp vàng lần này, bởi là một thủ lĩnh anh phải đảm bảo sự an toàn cho những thành viên khác, không thể để họ liều mạng đi vào con đường biết trước nguy hiểm được. Tuy nhiên mọi người lúc này lại lần lượt lên tiếng muốn tham gia cùng Seroth, đến nửa tỷ đô chứ ít sao đâu dễ để anh húp hết một mình. Trong 10 ngày đó, mọi người đã tích cực cùng nhau chế tạo xong thiết bị PSID để khiến chiếc A380 biến mất trước radar.
Theo như kế hoạch, họ sẽ phải đối phó với đường băng ngắn đầy tuyết trên dãy Alper. Toàn bộ kế hoạch chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 phút từ khi bắt đầu cho đến khi phá két. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại do tốc độ chưa được khớp thời gian thì lần này họ đã thành công với thời gian chỉ hơn 8 phút. Nếu duy trì việc này trong nhiệm vụ chính thức thì nửa tỷ đô sẽ dễ dàng bị họ trộm đi. Khi máy bay hạ cánh, người của Harry cấp trên của Abby sẽ chờ sẵn để chuyển vàng lên tàu cạnh bãi đáp. Ở trạm tiếp theo, Interpol sẽ đợi để nhận số vàng nửa tỷ đô la. Đến ngày ra trận, mọi người lên máy bay sẵn sàng cuộc trộm vàng trên không. Abby và Cyrus lên máy bay chở vàng giả dạng làm một cặp đôi sang trọng nhằm tránh sự chú ý của nhóm khủng bố. Sau một lúc quan sát, họ bắt đầu xác định được vị trí của những tên khủng bố đang ngồi rải rác trên máy bay. Lúc này, Abby vào nhà vệ sinh lấy thiết bị chặn radar ra thì không may lại vụng về làm rơi xuống đất. Cyrus ngồi bên ngoài chờ đợi Abby chưa quay về nên sinh nghi ngờ đi tìm cô ấy. Khi cả hai người đang loay hoay sửa lại thiết bị chặn radar thì bên ngoài một trong số những gã khủng bố đang gõ cửa đòi vào nhà vệ sinh. Do kế hoạch có một chút trục trặc nhỏ mà không ai cảnh báo, Camilla cứ thế lái chiếc máy bay dân dụng đã được ngụy trang tiến lại gần máy bay chở vàng. Cảnh báo va chạm ngày càng báo động và cô chỉ còn thời gian 1 phút 30 giây nữa. Chẳng may lúc này bị phát hiện thì chỉ có nước ăn cám cả lũ. May thay, phía bên kia Abby và Cyrus cũng đã sửa xong thiết bị chặn radar và gắn nó vào máy bay chở vàng. Lúc này Camilla ẩn nấp bên dưới máy bay chở vàng, thành công kết nối tín hiệu giữa hai chiếc máy bay. Nội gián của họ ở trung tâm kiểm soát không lưu nhận được tín hiệu và bắt đầu ra tay. Anh ta gọi điện cho phi công trên chiếc máy bay chở vàng nhằm cảnh báo thời tiết cực đoan, yêu cầu họ chuyển hướng mọi chuyến bay vào đến sân bay gần nhất. May thay, cơ trưởng cũng đã đồng ý với điều đó. Ngay khi máy bay chính rẽ hướng, Camilla lập tức tách ra và thả drone theo kế hoạch. Các tiếp viên thông báo cho hành khách về bất lợi thời tiết khiến máy bay phải hạ cánh gấp ở đường băng gần nhất. Nhóm khủng bố tay sai của Jordi lập tức lấy hành lý chuẩn bị hành động vì kế hoạch của chúng đã bị thay đổi. Trong lúc này, Magnus đang tiến vào khu vực an ninh để phá két đựng vàng. Bên ngoài, bọn khủng bố cũng đang chuẩn bị thuốc mê để khủng bố con tin chiếm đoạt quyền điều khiển máy bay. Chúng bắt một nữ tiếp viên làm con tin nên lúc này Abby và Cyrus phải ra tay hành động. Cả hai nhanh chóng tẩn những tên khủng bố giải cứu con tin. Đây cũng là cơ hội để câu thêm thời gian cho Magnus phá két đựng vàng. Hai vợ chồng họ vật nhau mãnh liệt với hai tên khủng bố trên khoang hạng thương gia. Chúng bị Abby và Cyrus vô hiệu hóa súng đánh bầm dập như trái chuối lăn lộn ra đất. Thế nhưng sức chịu đựng của chúng cũng thuộc hạng vua lì đòn. Rất nhanh chúng đã vật lại được cả hai, khiến Abby và Cyrus mất đi khả năng làm chủ tình thế. Lúc này Cyrus nhanh trí tìm đồ chơi để tẩn lại bọn chúng, thế nhưng nào ngờ lại phản tác dụng. May mà Abby nhanh trí lợi dụng độ dốc của máy bay dùng sức người đẩy chúng ngã xuống cầu thang. Trong khi Magnus đã phá két thành công và vui mừng khi nhìn thấy số vàng thì hai tên khủng bố lại đứng dậy. Abby suýt bị bắn lén, may thay có Cyrus kéo tên khủng bố ra đập đậu hắn vào cửa kính. Cyrus định vào trong khu vực chứa vàng nhưng lại bị một tên khủng bố khác dùng súng uy hiếp. Kế hoạch trộm vàng của họ đã bị bại lộ và giờ thì cả ba người Cyrus, Abby và Magnus đều đang bị thuộc hạ của Jordi uy hiếp. Máy bay chở vàng hạ cánh đột ngột một cách nặng nề khiến cho phần cánh cũng bị hư hỏng. Lúc tên khủng bố định buộc cơ trưởng đưa máy bay quay về mục tiêu hạ cánh ban đầu. Nhưng Cyrus cố thuyết phục hắn tin rằng với thời tiết hiện giờ và độ hư hỏng của máy bay thì điều đó là không thể. Họ có sắp xếp một chiếc máy bay khác ở phía sau đường băng. Chỉ cần hạ cánh thì họ sẽ có thể cho mượn máy bay để vận chuyển vàng về cho Jordi. Kế hoạch dụ nhóm khủng bố đưa vàng lên máy bay của Camilla thành công đúng như mong đợi. Giờ đây nhóm trộm của Cyrus đang chiếm ưu thế hơn và là chủ được tình hình. Cấp trên của Abby không rõ tình hình như thế nào khi được thông báo về việc chiếc máy bay của Camilla đang bị khủng bố khống chế. Thế nên vội vàng nhờ lực lượng phản ứng NATO đến can thiệp để lấy lại số vàng của Jordi. Dù có hy sinh nhóm của Cyrus và đặc vụ Abby thì cũng không thể để lão Jordi tọa nguyện. Lúc này Camilla bắt đầu giở mánh khóe nghiêng máy bay để gió cuốn đi hết lớp sắt ngụy trang bên ngoài. Khi bị khủng bố hỏi thì cô trả lời do vàng nặng quá nên máy bay chao đảo. Bên này Magnus suýt bị tên khủng bố giết chết thì đột nhiên não nhảy số. Anh quay vòng vòng tỏ ra sợ hãi rồi bất ngờ nện hắn ta một phát, cướp lấy súng của hắn. Tuy đang cầm vũ khí trong tay nhưng Magnus lại không dám giết người. Anh chỉnh sửa lại khẩu súng một vài chi tiết rồi rời đi. Tên khủng bố nhặt súng lên định bắn anh thì không ngờ súng lại bắn ngược về bắp tay của hắn. Trong khi đó lão Jordi đang phải đau đầu giải thích với đối tác về việc vàng đến chậm trễ. Thế nhưng lão lại nghe phải một tin động trời hơn. Lý do vì sao mà chúng lại yêu cầu vàng mà không phải tiền. Thực tế chúng đã truy ra mọi nơi ông cất giấu tiền nên nếu muốn chúng chỉ cần lấy cắp nó trong vòng một nốt nhạc. Phía bên kia hai chiếc phi cơ của NATO cũng đã bay đến nơi. Họ dọa sẽ nổ súng nếu không khai ra danh tính người trên máy bay. Camilla bị tên khủng bố uy hiếp nên không dám lên tiếng. Nội gián của Abby ở trạm kiểm soát không lưu đã kết nối với chỉ huy phía bên NATO, nói rằng đó là máy bay dân dụng nên nghe xong điều này NATO lập tức lưỡng lự trong việc tấn công. Chỉ huy NATO liên lạc lại với cấp trên của Abby về việc này. Nào ngờ gã nói nếu để máy bay đó hạ cánh thì sẽ có nhiều người phải bỏ mạng vì trên đó là nhóm khủng bố tay sai của lão Jordi.
Lúc này phía NATO lập tức bắn lên nòng bắn hạ máy bay của Camilla, nhưng hai phi cơ lại thông báo họ có 60 giây nữa để khai ra danh tính thật. Đây quả là cơ hội để Cyrus ra tay, anh lập tức đánh bay súng của tên khủng bố đang đứng canh mình, sau đó bay đến khống chế hắn. Abby nhân lúc này cướp lấy bộ điều khiển từ xa rồi kích hoạt chế độ hiển thị chữ dưới thân máy bay với nội dung có con tin là dân thường để NATO đừng bắn. Camilla nhận được tín hiệu trên bảng điều khiển nên cũng hợp tác, điều hướng máy bay để phía NATO có thể đọc được dòng chữ vừa nãy. May thay chỉ huy nhận ra được điều đó và đã ra lệnh ngừng bắn rồi rút quân về. Camilla bất ngờ xoay máy bay 180 độ rồi bắt đầu tăng tốc khiến tên kiếp trên buồng lái ngã và đập bất tỉnh. Tiếp đến Cyrus thấy máy bay mở cửa nên tiện chân đạp tên khủng bố bay ra ngoài. Hai người vội chạy lên buồng lái để xem tình hình của Camilla. Vì pha tăng tốc lúc nãy tay cô đã bị thương nên không thể cầm lái. Lúc này không có chó đành bắt gà trong nhà. Cyrus ngồi vào vị trí điều khiển nghe theo sự chỉ dẫn của Camilla, kéo chiếc vô lăng lên để không cho chiếc máy bay rơi xuống. Tưởng như mọi thứ đã yên ổn thì bất ngờ một cơn gió lướt qua. Một mảnh sắt ngụy trang rơi ra khỏi thân và va chạm vào phần đuôi máy bay khiến nó mất thăng bằng. Lúc này chỉ còn một cách duy nhất là phải hạ cánh máy bay khẩn cấp. Lao trên không một lúc thì họ lại rơi xuống ngay dinh thự của lão Jordi. Giờ thì họ không chết vì rơi máy bay thì cũng chết vì bị lão Jordi bắn. Lão Jordi lúc này kiểu như ăn may không con mồi tự dưng đến miệng. Cả ba người vừa bước ra thì đã bị tay sai của lão Jordi khống chế. Cyrus cố tình nói to để phần mềm thu âm trên máy bay truyền đến tai những người đồng đội. Cô nàng hacker đã biết bây giờ mình phải làm gì tiếp theo. Người giao dịch với lão Jordi biết được trong số 3 người ở đây có Interpol nên vội muốn hủy phi vụ làm ăn rồi rời đi. Nhưng không ngờ cô ta lại bị lão Jordi bắn vào chân một phát. Lần này cô vẫn không đồng ý giao dịch và thế là ăn thêm một phát súng hẹo ngay tại chỗ. Vì sợ Abby gặp nguy hiểm nên Cyrus đã nhận mình là đặc vụ Interpol. Lão Jordi chưa kịp bắn thì tiếng còi xe cảnh sát đang tiến lại gần. Không ngờ Misun có thể điều cả cảnh sát khu vực tới đây. Lão Jordi nói những người này là kẻ trộm xâm nhập nên lão chỉ tự vệ mà thôi. Cũng trong lúc đó, Misun cho chiếu đoạn băng lão nổ súng bắn chết quý cô áo trắng lên thân máy bay. Phía cảnh sát có đủ bằng chứng nên cũng nhanh chóng khống chế rồi áp giải lão lên xe. Tên trùm khủng bố đã bị bắt giữ, xem như vụ án cũng kết thúc. Bất ngờ một đồng nghiệp đến nói với Abby rằng vụ của NATO là do cấp trên của cô nhúng tay vào, biết được mình bị đâm sau lưng nên khi hắn xuất hiện, cô đã nện vào mặt hắn một phát rồi nộp đơn xin nghỉ việc ngay và luôn. Abby sau đó từ bỏ mọi thứ để gia nhập vào thế giới siêu trộm của Cyrus. Lúc này Cyrus mới cho cô biết toàn bộ sự thật. Hóa ra họ đã âm thầm làm giả số vàng bằng cách nhúng sắt vào phần sơn. Sau khi Magnus phá két xong liền trao đổi hai két vàng thật và giả với nhau. Két vàng giả được ném ra khỏi máy bay rồi có đồng đội điều khiển drone để theo dõi chiếc két dẫn đường cho nó hạ cánh an toàn. Chỉ huy của Abby biết được số vàng hắn nhận chỉ là giả thì cũng chỉ biết ngậm mồm vào mà cay cú. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nhé!